Vì sao trận Việt Nam vs Mỹ bù giờ gần 20 phút? Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Mỹ ở World Cup nữ 2023 có tổng cộng 17 phút bù giờ khi hết thời gian thi đấu chính thức. Trong chiến thắng 3-0 của Mỹ trước đội tuyển nữ Việt Nam sáng ngày 22 tháng 7, trọng tài bàn đã giơ bảng bù giờ 8 phút cho hiệp 1 và 9 phút cho hiệp 2. Tổng cộng trong 2 hiệp đấu, trọng tài đã cho bù giờ 17 phút. Trong hiệp 1, nhờ việc trận đấu được kéo dài thêm 8 phút bù giờ nên Mỹ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam sau pha lập công của Smith ở phút 45-8. Thực tế, số phút bù giờ tăng đột biến trong mỗi trận đấu ở giải đấu do FIFA tổ chức đã không còn là điều mới lạ. Trước đó, ở những trận đấu tại World Cup 2022, các trọng tài cũng đã bù giờ chính xác tuyệt đối cho thời gian bóng ngừng lăn trong trận. Đây là một quyết định nằm trong điều chỉnh của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, để khiến trận đấu diễn ra công bằng và hấp dẫn hơn. Trong quá khứ, những màn ăn mừng hay chấn thương của cầu thủ được xem như một hình thức câu giờ hợp lệ. Bởi các trọng tài bàn lẫn trọng tài chính đều có xu hướng ước lượng quãng thời gian bóng chết để cộng thêm vào bù giờ. Tuy nhiên, FIFA quyết định có những điều chỉnh về luật. Cụ thể, tất cả các màn ăn mừng bàn thắng, chấn thương của các cầu thủ giờ đây sẽ được tính vào thời gian bù giờ của hiệp đấu đó, đảm bảo thời gian thi đấu của trận đấu diễn ra trọn vẹn nhất có thể. Những gì chúng tôi đã làm sau giải đấu ở Nga, World Cup 2018, là tính toán chính xác hơn thời gian được bù giờ. Chúng tôi đã nói với mọi người rằng đừng ngạc nhiên nếu họ thấy trọng tài thứ tư, trọng tài bàn, giơ bảng điện tử với một con số lớn trên đó. 6, 7 hoặc 8 phút, trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.